Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay là một ngày mưa, mình lại đi hái dâu tây. Dâu tây này không hái mưa, sau mưa không hái là sẽ thối. Mình đã hái được một rổ gần đây. Và còn rất nhiều nữa. Và đây là mẹ mình cũng đang hái được, cũng cần được một rổ. Đây nha, vườn dâu của mình. Dâu của mình có khoảng 1000 cây. Cho thu hái 4 ngày. Quả rất là chín nhiều. Ướt quả. Mưa được một ngày, tối qua mưa cả tối, giờ mưa buổi sáng. Quả rất là ướt. Mình tranh thủ hái hết đi, tránh nó thối. Đấy các bạn, quả sau một tối nó bị thối như vậy rồi. Nếu qua này mình sẽ để một góc, mình sẽ để những quả thối ở một góc. Đây là giống Nhật cao nha, giống Nhật cao này còn nó sẽ thơm hơn giống Nhật Hana hay là những giống khác, nhưng mà quả nó sẽ mềm hơn những giống khác. Quả nó mềm ăn mà nó tan, kiểu cảm giác ăn mà nó thơm thơm trong nó tan trong miệng. Chín rất nhiều ý. Đỏ hoe trên này nữa, cả bên kia nữa. Vâng, mình sẽ khả năng là mình sẽ thu hái được 4 đến 5 cân. Thối rồi, thối rất nhiều. Tranh thủ hái nhanh, mang đi chợ bán. Cuối mùa quả vẫn rất to, 3 ngón tay. 3 quả như vậy là được 1 lạng. Cái nhà lá vườn mình ăn chán rồi, đâu đây chắc trồng được ít. Chỗ đợi được chín ăn hết rồi, giờ thì trồng nhiều nên là cũng không khoai lắm nữa. Thường mình sẽ làm siro, hoặc là hoa quả dầm.
Nó có rất nhiều quả. Quả là thối. Vẫn đi. Bạn nào mà đang bên trong dâu tây thì liên hệ với mình nhé. Sắp tới là mình sẽ nhân rộng lên mà ship cho các bạn những dòng dâu tây thơm ngon. Sổ dầu này tầm 3 kg rồi, khá là nặng. Quả này to vậy mà thối. Rộng này là sẽ hình trái tim rất là đẹp. Bây giờ mình đến đây thôi, mình tranh thủ đi hái nhanh.